Xin chào tất cả anh chị em nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này là soi dùng cái kính hiển vi để soi cái tinh heo xem là nó hoạt động như thế nào trong khi chúng ta đã pha loãng mà con nhé. Thì thông thường ấy, một con heo đực nó xuất ở cái độ tuổi trưởng thành nó xuất khoảng một lần khoảng 60 tỷ tinh trùng. Thì một lần xuất ở cái con heo trưởng thành nó phải xuất từ 200 đến 500 ml. Thì chúng ta không cần phải dùng tất cả đấy mà chúng ta pha với môi trường và tất cả các chất bảo quản để chúng ta pha loãng ra để phối được nhiều con heo nái hơn. Thì mình sẽ đi từ mức độ vừa phải đến mức độ to nhất bà con nhé. Thì trong khi chúng ta cùng xem tinh trùng ấy hoạt động như thế nào ấy, thì chúng ta có thể nói đôi nét về cái độ xuất một lần xuất của con heo đực giống trưởng thành nó xuất một lần khoảng tầm 200 đến 500 ml tinh dịch, trong đấy có khoảng tầm 60 tỷ tinh trùng con nòng nọc ấy. Đây chúng ta có thể xem, đây là trong khi chúng ta đã pha loãng rồi thì mật độ tinh trùng nó hoạt động rất là dày đặc đây. Thì đối với cái tinh dịch heo ấy, tinh trùng nó sẽ thích nghi với nhiệt độ từ 17 đến 18 độ C. Nên là khi chúng ta mua tinh dịch ở các cái trạm giống về, chúng ta phải bảo quản được ở nhiệt độ đấy bà con nhé. Chúng ta phải dùng tủ bảo ôn hoặc là tủ thùng xốp hay là một cái gì đấy có thể đảm bảo được cái nhiệt độ từ 17 đến 18 độ C thì tinh trùng nó sẽ sống ổn định được trong sống tốt ở trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi tính từ thời gian chúng ta lấy ra bà con nhé. Nên là khi mà bà con chúng ta mang tinh dịch về thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề đấy. Nếu như mà chúng ta phối giống mà đậu thai hay không đậu thai đấy là do một phần là khi chúng ta tính thời điểm heo nái và một phần là chúng ta bảo quản cái tinh dịch không tốt nên là nó bị tinh trùng bị liệt thì nó không tác dụng kém hơn. Thì theo các nhà khoa học họ đã nghiên cứu và xem xét qua ấy, thì mình cũng có tham khảo qua là cái con tinh trùng sau khi chúng ta phối giống xong ấy thì nó sẽ xâm nhập vào trứng qua tử cung vào trứng ấy, vào trứng rụng ấy, thì từ 20 tiếng đến 35 tiếng. Thế quá trình nó chỉ có một đoạn đoạn ruột thôi nhưng mà di chuyển rất là lâu đúng không bà con? Tại vì nó phải chờ chờ trứng rụng bà con nhé, chứ không phải là đi được xa đâu, mà là có thể khi là chúng ta phối vào nhưng mà khi đấy heo nó rụng trứng xong rồi, hạ trứng nó thải rồi hoặc là chưa rụng cái trứng xuống ấy thì nó sẽ chưa thể xâm nhập được, nên là nó có thể sống được trong cái môi trường ở trong tử cung heo nái được trong thời gian đấy. Và trung bình thì con heo hậu bị ấy, thì nó sẽ rụng lần đầu tiên khoảng tầm từ 7 đến 15 trứng thôi. Nên là cái quá trình mà nó chịu đực sau khi mê ì là khoảng tầm 30 đến 45 tiếng, là khoảng từ hơn 2 ngày, 2 đến 3 ngày bà con nhé. Nên là để mà đảm bảo được cái độ đậu thai nhiều con ấy thì bà con chúng ta nên phối cho heo từ 2 đến 3 liều để mà kích thích con heo nái nó rụng rụng trứng xuống mà đậu thai, cái độ đậu thai nhiều hơn bà con nhé. Rồi đối với heo rạ ấy, là heo mà đẻ một hai lứa rồi ấy thì nó có thể trung bình rụng từ 15 đến 25 trứng. Nên là thông thường bà con chúng ta có thể biết được xem thấy thực tế là con heo rạ nó sẽ đẻ nhiều con hơn con heo hậu bị. Heo hậu bị thường lứa đầu nó sẽ đẻ ít bà con nhé. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách khai thác, biết cách tính thời điểm và chọn thời điểm thích hợp và bảo quản được tinh trùng ở nhiệt độ thích hợp thì việc đậu thai nhiều con là một việc rất là dễ dàng bà con nhé. Nên là bà con chúng ta nên tham khảo, thứ nhất là bà con có thể nếu chưa quen
thì bà con có thể gọi cái thợ phối giống là thú y xã, thú y huyện gì đấy, họ sẽ mang tinh trùng từ trạm giống của họ tới và họ phối giống cho mình, thì như vậy kỹ thuật nó sẽ đảm bảo hơn, nhưng mà cái vệ độ độ an toàn là dịch bệnh nó sẽ không được đảm bảo. Còn trước khi họ mà vào ấy thì chúng ta nên phun khử khuẩn hoặc là khử trùng mọi cách, thay quần áo để mà vào trại, thì như vậy sẽ giảm bớt được dịch bệnh. Còn nếu như bà con anh chị em mà muốn tự phối giống ấy thì chúng ta nên tìm hiểu qua YouTube hay là qua các kênh, hoặc là xem kênh mình thì cũng thể đút rút được một chút kinh nghiệm để chúng ta học cách phối giống mà con nhé. Phối giống thì rất là đơn giản, nếu ai anh chị em nào mà tự tin ấy thì không có gì là khó, nên là nếu để mà giảm tối đa cái tác nhân bên ngoài vào trại để mà mang dịch bệnh vào thì chúng ta nên học cách phối giống thì tốt nhất bà con nhé. Chúng ta nên học cách phối giống để mà đảm bảo về thứ nhất là độ an toàn dịch bệnh, và thứ hai thì mình chủ động được, không phải phụ thuộc nhé. Đôi khi chúng ta gọi thợ đến thì phải đợi chờ không đúng thời điểm rụng trứng ấy, thì như vậy thì nó cũng không uổng công của một cái lần phối giống, nên là bà con chúng ta nên tìm hiểu và học cách phối giống thì chúng ta sẽ chủ động được vấn đề đấy bà con nhé. Nếu chủ động được vấn đề đấy ấy, thì chúng ta phối giống vào thời điểm nắng ấm hoặc là thời điểm chúng ta cảm thấy con heo mê ì ấy, thì như vậy thì sẽ tốt hơn. Con heo mê ì thì nó sẽ rụng trứng trong vòng từ 30 đến 45 tiếng đồng hồ, nghĩa là trong 2 đến 3 ngày sau nó vẫn đang rụng rụng trứng bà con nhé. Nên là bà con chúng ta nên đầu tư từ 2 đến 3 mũi thì như vậy nó đạt hiệu quả cao hơn. Đối với nhà mình thì lúc nào mình cũng từ 2 đến 3 mũi để mà thứ nhất là đảm bảo an toàn về độ thụ thai, và thứ hai là để theo các nhà khoa học họ khuyên ấy, thì như vậy là kích thích được con heo nái rụng trứng. Mỗi lần chúng ta phối giống thì sẽ kích thích được nó kiểu như là xuất tinh thì nó sẽ rụng trứng bà con nhé. Nên là bà con chúng ta nên thêm lưu ý vấn đề. Và một cái lưu ý nhỏ nữa là vào thời tiết mùa đông này ấy, thì thời tiết đôi khi có hơi lạnh quá ấy. Nên là trước khi mà chúng ta thụ thai cho con heo ấy, phối giống cho con heo ấy, thì bà con chúng ta nên làm ấm cái tinh trùng để cho kích thích cho tinh trùng nó khỏe mạnh lại trở lại, thì việc đậu thai sẽ đạt hiệu quả cao hơn bà con nhé. Đấy là trước khi chúng ta lấy từ tủ bảo ôn ra ấy, thì chúng ta có thể làm ấm nó lên một chút xíu để mà nó hồi phục sức khỏe, tại vì chúng ta bảo quản ở nhiệt độ thấp để cho nó không bị hoạt động quá mạnh thì nó sẽ liệt, đúng không bà con? Nên là khi chúng ta nó đang kiểu đang ngủ ấy mà chúng ta thức tỉnh nó dậy thì lúc ấy là nó đã sung mãn đấy, thì đôi lời mình muốn gửi tới bà con như vậy. Xin chúc cho anh chị em xem video vui vẻ, và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ anh Nông Dân 9X nhé. Xin chào và hẹn mọi người, gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.